Sau phiên điều trần diễn ra vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, Tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc đã quyết định thông qua lệnh bắt giữ lãnh đạo tập đoàn Samsung ông JY Lee với cáo buộc hối lộ liên quan đến bê bối chính trị của nữ tổng thống Park Geun-hye. Có thể nói vụ bê bối chính trị của nữ tổng thống Park Geun-hye đã bắt đầu lan sang các doanh nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc, bao gồm cả nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới Samsung. Ông JY Lee chính là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, hiện giữ chức phó chủ tịch Samsung Electronics, đã chính thức bị bắt giữ vào sáng sớm ngày 17 tháng 2. Quyết định bắt giữ của tòa án được công bố vào 5 giờ 30 sáng cùng ngày, tức khoảng 10 giờ đồng hồ sau khi ông Lee trải qua một phiên điều trần tại tòa. Một tháng trước, tòa án Hàn Quốc từng bác bỏ yêu cầu bắt giữ ông Lee từ phía các công tố viên. Tuy nhiên lần này, dù bản thân ông Lee và tập đoàn Samsung đều bác bỏ mọi cáo buộc, nhưng không đủ sức giúp vị lãnh đạo của tập đoàn điện tử đình đám này tránh được vòng lao lý. Ông Lee bị cáo buộc có liên quan đến những khoản chi trả của Samsung dành cho người bạn thân Choi Soon-sil của tổng thống Park Geun-hye để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ trong quá trình chuyển giao quyền lực tại Samsung.